Tiếp theo là những tin tức Phật sự được ghi nhận tại Thừa Thiên Huế. Cuối tuần qua tại chùa Từ Đàm, thành phố Huế, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh họp triển khai các Phật sự diễn ra trong thời gian tới. Trong đó quyết định không tổ chức phần hội lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vào ngày 28 tháng 7 nhằm ngày 19 tháng 6 Tân Sửu, chỉ cử hành các nghi lễ cầu nguyện tại các tử viện, niệm Phật đường theo hướng dẫn của Ban Trị sự. Tại phiên họp, Chư Tôn Đức cũng nghe báo cáo kết quả việc tổ chức Đại hội Phật giáo huyện Phú Vang, Phong Điền, An Lưới và thị xã Hương Thủy vừa diễn ra. Cũng tại Huế sáng nay ngày 26 tháng 7, Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Hương Trà lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trang nghiêm diễn ra với công tác phòng chống dịch COVID-19 chặt chẽ. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều Phật sự quan trọng được thực hiện. Đặc biệt, Phật giáo thị xã đã huy động hơn 9 tỷ đồng cho công tác từ thiện và tổ chức nhiều mô hình tu học dành cho Phật tử các giới. Sau khi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, toàn thể đại biểu đã thống nhất suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021-2026 do Đại Đức Thích Chí Viên đảm nhiệm trưởng Ban Trị sự. Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng tuyên dương công đức đến nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Phật sự thị xã thời gian qua.